Rồi bạn, thì hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần ha, thì mình đang có mặt ở bên Lucati, quận 7. Hôm nay là có một cái ngày gọi là rất là đông khách khi mà đến test drive cái mẫu xe mới của nhà Lucati. Mình đã có từng làm video rồi đó, đó là cái mẫu Scambler 2023. Thì hiện tại là bên Lucati đang có hai mẫu, đó là mẫu Icon và cái mẫu Full Total. Đấy, thì bây giờ mình sẽ dạo một vòng cho bạn coi là hai cái mẫu xe đó như thế nào. Mình cũng sẽ test ra nhanh để cho bạn coi là cái cảm nhận riêng của mình về cái mẫu xe đó sẽ đằng sau ha. Đó bạn ha, thì đây là những vị khách đang tới để test ride, thì sẽ có một cái anh dẫn đoàn đó, anh sẽ là dẫn cho những khách test ride ấy, đi chạy xe. Đây là con Icon nè, là phiên bản màu đỏ ha. Đó, Icon màu đỏ. Còn đây là con Full Total nè, đây phiên bản xịn nhất. Đó. Bây giờ đã là gần 12 giờ trưa rồi bạn, nhưng mà vẫn còn rất là đông ha, các bạn đến để mà trải nghiệm xe đông lắm. Rồi bạn, thì đây là cái mẫu Scambler Icon 2023 ha. Thì trong clip này mình sẽ nói những cái điểm mà nó khác biệt so với lại cái thể trước thôi. Còn về những cái thông số kỹ thuật nó mang tính chất khô khan á, thì bạn có thể mình tham khảo trên Google ha. Đây, thì Lucati năm nay họ sẽ ra ba phiên bản, đó là phiên bản Icon nè, Naship nè và Full Total ha. Thì đây là phiên bản gọi là cơ bản nhất, và mình có tham khảo được là đây là cái mẫu xe mà có thể là bán chạy nhất của nhà Lucati trong năm nay ha. Bởi vì nó có một cái thiết kế lột xác rất là đẹp nhưng mà so với lại những cái phiên bản trước. Thì đầu tiên là cái phiên bản Icon thì nó sẽ có tổng cộng là 9 tuyệt chọn màu. Trong đó nó sẽ có là 3 cái tuyệt chọn màu cơ bản, đó là màu vàng, màu đỏ, màu đen. Và 6 màu còn lại là cái màu option, bạn muốn thì bạn phải mua thêm. Còn đây là cái bản màu đỏ nè, đó màu đỏ ha. Và những cái ốp này thì nó bằng nhựa nha, bạn có thể mình tháo ra những cái ốp này, bạn thay bằng một cái màu khác rất là dễ dàng để mình tùy biến mang một cái phong cách nó mang tính cá nhân hơn. Xét về cái thiết kế thì cái mẫu Scambler Icon năm nay thì nó sẽ có một số những cái điểm nó khác biệt so với lại thế hệ trước. Đầu tiên là bạn thấy là về cái thiết kế bình xăng thì nó sẽ có một số những cái đường nét nó hơi góc cạnh hơn, nó không có nhiều đường bo tròn mềm mại như là trên cái thế hệ trước ha. Thứ hai là cái phần ống đó, cái phần ống bô á thì nó đi á, nó cũng nhìn nó gọn gàng hơn. Cái thứ ba đó là về cái phần đầu đèn, thì trên phiên bản trước á là mình thấy là cái chữ X nè đó thì nó sẽ nằm ẩn ở phía bên trong, còn bây giờ bản mới á là nó sẽ làm lộ hẳn ra bên ngoài luôn, nên ra là nhìn nó sẽ trong ngầu và nó sẽ ấn tượng hơn. Và cái trọng lượng con này á thì nếu mà bạn tính luôn xăng với các kiểu á, thì nó khoảng là 185 kg. Thì nhờ nó cải tiến về cái phần khung sườn nè, cũng như là cái phần động cơ á, đâm ra là nó sẽ nhẹ hơn khoảng 4 kg so với lại cái thế hệ trước ha. Rồi đây là cái phần yên, đây yên của nó thì nó cũng sẽ có những cái phần họa tiết cách điệu tạo điểm nhấn nhìn nó rất là đẹp. Đây là cái phần già phía sau đó, đây là cái phần biển số ha, đèn thì làm cũng rất là đẹp. Bình xăng con này thì nó sẽ có dung tích là 13,5 lít, cũng như là cái chiều cao yên á, thì nó khoảng là 795, đâm ra là nó rất là vừa tầm. Những ai mà khoảng 1m6 á, thì ngồi vẫn rất là thoải mái với lại cái con xe này. Bây giờ mình sẽ đi đến cái phần ghế đông xe ha. Đây là cái ghế đông xe nè, thì nó sẽ cao. Đây là bên trái mà sẽ có gọi là cốt pha nè, xi nhan nè, chế độ mode đó, cực còi. Và chúng ta có nút passing ở đây. Bên phải thì mình sẽ có là cái nút bật tác động tạm thời nè, rồi chúng ta nút đèn khẩn cấp ở đây, gương đó. Và một cái điểm mới đó là gì, đó là năm nay thì Lucati họ sẽ trang bị hẳn cho nó một cái màn hình TFT lên tới là 4.3 inch ha, cho nên là nó sẽ mang là một cái chất liệu hiển thị nó đẹp hơn. Bây giờ mình sẽ thử mở bằng coi nha, cái chìa khóa nằm đây nè đó, chìa khóa của chiếc Icon thì nó cũng cơ bản thôi, dùng chìa cơ chứ không phải là smart key ha. Mở lên đây, mình sẽ mở bằng coi nha. Đây, mở lên màn hình màu nha bạn nha, màn hình màu luôn đó. Mình đang khoảng là 12 giờ trưa rồi, nhưng mà cái chất lượng màn hình hiển thị trên cái chiếc Icon này á vẫn rất là sáng, nhìn vẫn rất là rõ. Thì bạn có thể xem được như là số nè, tốc độ vòng tua, và mình đang đi được 337 cây nè. Và cái xe này thì nó sẽ có hai cái chế độ lái nha. Đây là cái đèn định vị ban ngày nè, một cái vòng led xung quanh ở đây đẹp ha. Mình sẽ bật cái đèn hết lên cho bạn coi nha. Đây
Đó, đây là cái đèn xi nhan trước của nó, nhìn nó rất là gọn và nhìn nó rất là đẹp. Với mình á, mình vẫn thích cái màu vàng trên cái chiếc Scrambler này hơn, bởi vì nó là cái màu rất đặc trưng của nhà đô ti rồi. Còn đây là cái phần đèn đuôi, đây là cái đèn đuôi của chiếc xe ha, nhìn nó cũng thiết kế lại nè, nhìn nó cũng rất là ấn tượng, ngầu. Thì cái phần xi nhan này á, là theo như hãng đô ti cho biết á, là khi mà bạn buộc xi nhan xong phải không, bạn rẽ cua rồi bạn đi thẳng á, thì khoảng chừng mấy giây á thì cái đèn này nó sẽ tự tắt luôn, cho nên là bạn cũng không có lo là mình bị quên tắt xi nhan ha. Mình có hỏi thử là như là cái tính năng này là nó có từ đời trước rồi. Rồi một cái điểm mới nữa là gì, đó là cái phần phục sau. Thì trên cái phần phục sau á, thì hãng sẽ đặt lịch hẳn về bên trái luôn. Còn bây giờ là trên bản mới á, thì nó được bố trí lại ha. Đây, một đơn phía sau như thế này. Đó. Còn về kích thước lốp thì lốp sau sẽ là 180, còn lốp trước sẽ là 110. Còn cùm phanh ở đây á, thì là 4 piston của Brembo ha, còn phía sau sẽ là 1 piston thôi. Đó, tổng thể là như vậy. Chứ là cho bạn xem cần cánh bên ngoài như thế nào. Rồi, đó. Đây là Vista Khoa. Đó, xe của đây ha, bạn nào muốn mua xe thì cứ qua bên Khoa ha. Còn đây là Ken, đó. Ken đẹp trai. Đó. Mua xe thì bạn qua đây ha, gặp hai bạn xe ở đây, còn bạn Sơn nữa. Cái phần bánh căm các bạn thì hãng cũng thiết kế nó khác so với lại đời trước, nhìn nó cũng đẹp hơn. Đây, mâm đa chấu. Đẹp ha. Bây giờ mình cho bạn xem về cái giao diện menu trên chiếc xe này ha. Thì để bạn vào menu á, thì bạn sẽ có một nút nè, đó, đó chữ bấm Enter ở đây nè. Bạn nhấn một lần đó, nhấn vô thì nó sẽ vào cái giao diện menu. Thì ở đây mình sẽ chọn được cái là chế độ lái nè, thì để lên xuống menu thì mình sẽ có bật gạt lên gạt xuống nè, đó motor lên xuống nè ha. Rồi chúng ta có nút Riding Mode thì sẽ có hai chế độ, đó là Sport và Cross, rất là nhẹ nhàng, còn Sport thì nó sẽ mạnh hơn. Rồi chúng ta có Info Display, rồi chúng ta có kiểm tra xăng, nói chung là nhiều thứ lắm bạn ha, đó nhiều lắm. Đó giờ sẽ một vòng sơ sơ nè, đó các kiểu luôn. Rồi ok, thì về công nghệ thì nó vẫn sẽ có ABS trong cua nè, rồi chúng ta có cái sức lực kéo nè, và xài ra điện ha. Đó. Trời ơi, ngầu chưa? Trời ơi. Ui ui. Ghê thiệt. Trời ơi. Đó bạn, thì bây giờ mình sẽ ngồi thử lên cái mẫu Icon này để xem coi là với một người nặng khoảng 52 kg, cao 1m8 lên cái xe này như thế nào. Chắc chắn là cái tướng mình ngồi nó là không đẹp rồi, bởi vì cái xe này nó quá đẹp, mình ngồi lên cái cảm giác như là cái xe nó bị giảm giá trị đấy các bạn. Đó thì do mình nói đó, cái chiều cao nguyên con này thì nó khoảng là 795 thôi, năm ra là những bạn nào mà có chiều cao khoảng 1m6 ngồi vẫn rất là ok ha, vẫn rất là vừa đó, ngồi con này. Rồi ơi, trời ơi, đi luôn rồi, đi vô luôn rồi, không có quẹo ở đây. Cái xe này á, nếu mà bạn tính luôn cả xăng nhớt á, thì nó trọng lượng của nó là khoảng 185 kg ha. Thì mình thấy là cái việc dắt xe con này á, thì nó vẫn rất là nhẹ nhàng đó, nó thoải mái lắm mà ha. Rồi, à, nhanh thôi. Đây chỉ là một cái clip chạy nhanh chứ mình không có đánh giá gì về con này nha. Bởi vì á, muốn đánh giá một con xe bạn mình phải chạy lâu thì mình mới đánh giá được. Còn cái này chỉ là mình chạy nhanh thôi, đưa ra những cái cảm nhận nhanh thôi, chứ không có mang tính gì nó gọi là chuyên sâu cả. Rồi, ok, nổ máy. Đó, nổ máy ha. Nổ máy lên thì mình thấy là cái tua nó lên khoảng gần 1,5 ngàn. Ok, rồi, let's go. Đây là những cái nút ga đầu tiên trên cái mẫu Scrambler Icon 2023. Thì cái cảm nhận ban đầu của mình nó rất là gì, là cái cần di động thì nó cao, xong ra là mình chạy xe rất là thoải mái nha, thẳng lưng nè, đó ghế ông cao mà. Và cái việc bạn có gọi là ôm cua hay là xào chẻ như mình nha, đó do đường trống mà nó rất là linh hoạt. Và một cái điểm mình nhận thấy là gì, khi mà mình đang chạy số cao ở vùng cua thấp á, là cái hiện tượng giật cục của nó nha, nó giảm đi rất là nhiều so với lại cái thể trước, những con Scrambler trước á, của nhà đô ti á, khi mà bạn chạy số thấp á, là nó hay bị cực 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 á, rất là khó chịu.
Nhưng mà có cái phiên bản mới này, bạn thấy này, mình đang chạy số 3 nè, số 4 luôn nha, đó, số 4 nè, đó, mình dặn ra nè, nó không có bị giật cục, đó, nó không gây cho bạn rất khó chịu nha, như là các bạn trước nữa, đâm ra là đây là cái điểm mình đánh giá rất là cao, và đồng thời thì các chiều cơ em cũng thấp nữa, chạy rất là thoải mái các bạn. Không biết thì lên clip như thế nào, các bạn thấy mình comment bên dưới xem coi là mình ngồi có hợp hay không. Thì bạn Sơn đang quay cho mình đó bạn ha, đang chạy thực tế coi ở ngoài như thế nào. Em nói bạn ha, phải nói là chạy rất là êm và không bị giật cục, đó, nhẹ nhàng lắm. Với lại là bạn đừng có sợ là chạy xe Ducati không có lớn là bị sợ, nhưng mà với cái con Icon này á, bạn chạy á tốc độ nhẹ nhàng là đó, rất là thoải mái, không hề khó chịu đâu. Trời ơi, ông coi đông cao rồi, úi trời ơi, nhẹ nhàng thù thốn đó. Hôm nay mà mình chạy số 4 đó, rồi xong mình chạy có ngựa xem hoa, nhẹ nhàng thoải mái đó. Bạn Sơn đang quay mình thấy không đó, dạ. Mình không có bút con nha, đó, thấy chưa, lên số 3 nè, thấy chưa, lên số 3 nha, quá đã các bạn ơi. Dạ kéo nha, dạ kéo nha, rồi dạ, số 1 nè, kéo nha. Quá phê, quá phê các bạn, quá phê. Các bạn thì đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn về cái mẫu Scrambler Icon mới ha. Thì như mình nói đó, đây là một cái mẫu xe mà nó được thay đổi về cái thiết kế đẹp hơn, hiện đại hơn, và đặc biệt là cái cỗ máy của nó 803cc, nó dễ chạy hơn, dễ, nói chung là mọi thứ rất là nhẹ nhàng so với lại thời trước ha. Nó không còn bị cái tượng giật cục khi mình chạy ở số cao còn số thấp nữa. Và đó là những bạn nào mà muốn trải nghiệm thử dòng xe Ducati mà nó một cách thoải mái thì bạn có thể quan tâm tới cái mẫu Icon này, và đặc biệt là nó có một cái style mà classic đó, đó đi rất là ok ha. Thì sắp tới mình sẽ có thêm một clip nữa là mình sẽ trên tay cho bạn xem cái phiên bản là full total, nó sẽ cao cấp hơn đó, nó trang bị nhiều những cái option đẹp hơn. Rồi thì bằng cái sao về cái mẫu Icon này thì bạn chỉ việc comment bên dưới đô ha, và cái địa chỉ để mình trải nghiệm á thì mình sẽ để mô tả để cho mình còn kỹ hơn. Rồi, chào các bạn.